đã quay trở lại với Thanh Huy Audio. Thì trong hôm nay tôi xin giới thiệu đến tất cả các khách hàng yêu quý về cái dòng loa kéo 40 thế hệ mới. Thì cái dòng loa kéo này nó có giá là 19.500.000, nhưng trong cái nhân dịp khai trương cái xưởng mới của điện máy Thanh Huy thì chúng tôi giảm và bán khuyến mại với giá là 14 triệu. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn về thiết bị xử lý âm thanh của cái bộ loa kéo này. Thì mình đang sử dụng 4 thiết bị đó, một bộ micro AT680F và một con 5 tiếng AD200 rất là mới, và một con vang B3 và một cục tải hai kênh SADX36 nha các bạn. Ở đây mình có thiết kế nè, một cái nắp đậy nè, các bạn nhìn thấy nó có khóa lại cho các bạn đó, và khi sử dụng khó mở ra. Và mình dùng hai bát 40 từ 109 con 75 và hai chiếc 750. Và công ty mình có hỗ trợ trả góp cho tất cả các bạn. Bây giờ xin mời các bạn nghe thử chất âm của cái bộ loa kém này. Vì mới hai con phải xa gia đình, tôi cũng thương một mình nơi xứ lạ người xa. Nước mắt